Kính thưa quý vị, các cựu chiến binh Việt Nam tưởng nhớ sự hy sinh của đồng đội tính đến từ Washington, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, theo Cincinnati.com, thì mọi người không bao giờ quên ngày 27 tháng 5 năm 1969, cựu thượng nghị sĩ lục quân Charles Flick dẫn đầu nhóm 10 binh sĩ Hoa Kỳ được lệnh phục kích kẻ thù tại đồng điền cao su của người Pháp ở tỉnh Bình Dương, cách Sài Gòn khoảng 50 dặm về phía Bắc ông Flick, lúc đó 21 tuổi. Ông là cư dân Kentucky lớn lên tại thị trấn Ohio River của Peterburg đã hiện diện tại chiến trường Việt Nam đến ngày thứ 308. Khoảng 4 giờ chiều, hai cán binh Bắc Việt khám phá ra đơn vị phục kích Flick và đồng đội buộc phải nổ súng và xếp đội hình thành chữ U để phòng ngự. Kẻ thù đã ném một quả lựu đạn nhưng không ai trông thấy trừ Flick ông chỉ kịp hét lên và nhảy sổ tới nằm đè lên quả lựu đạn. Tiếng nổ làm thân thể người lính gần như nát như. Cách đó 5 feet, Milton Johnson cũng bị văng miễn. Cả hai được phi cơ trực thăng bốc đi. Flick biết mình không thể nào sống sót khi được đưa lên phi cơ trực thăng. Milton Johnson qua đời 5 ngày sau. Flick được tặng thưởng huy chương danh dự, được coi là một anh hùng. Ông quyết định hy sinh để những người khác sống sót trở về như Thomas Cooperson, Joe William, M. o S. Costco, Chuck Kelly Jr., Stephen F. Kyle, Paul Boki và Avenio G. Mora. Chuck Kelly Jr., năm nay 71 tuổi, vẫn nhớ như in khuôn mặt và sự hy sinh đầy can đảm của Flick. Vào ngày đó thì ông chỉ cách khoảng 10 feet và hôm nay tự hỏi sẽ làm gì nếu quả lựu đạn lăn bên cạnh mình. Avelino Moura, một di dân Bồ Đào Nha, đứng quay lưng lại đã bắn hàng loạt đạn M16 về phía về hướng ném ra quả lựu đạn. Mura, năm nay đã 71 tuổi, đang sống tại Lake Como, New York, có hai con trai và trở thành ông nội. Thư nghị sĩ Blick được chung cất tại nghĩa trang Petersburg. Trong tuần lễ ông qua lời đời, thì 242 quân nhân Hoa Kỳ cũng đã hy sinh mạng sống cho lý tưởng bảo vệ tự do trong bức thư cuối cùng gửi về gia đình vào ngày 28 tháng 9 năm 1968, Flick nói ông sẽ rất hạnh phúc khi trở về quê hương, gặp lại mọi người và không biết rằng có quá nhiều bạn bè khi đặt chân đến Việt Nam.